Chiều ngày 21 tháng 5, Quốc hội thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 với việc bổ sung nội dung phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Cụ thể, Quốc hội đã quyết định bổ sung công tác nhân sự, thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm. Tại Hội nghị Trung ương 9 ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 với thống nhất rất cao. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Sau 5 năm học tại Đại học An ninh Nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác cho đến khi được bầu làm chủ tịch nước. Quy trình bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu vào cuối giờ chiều 21 tháng 5, theo chương trình nghị sự của Quốc hội. Danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu chủ tịch nước sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình cuối phiên làm việc buổi sáng. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại đoàn về nội dung này. Sáng 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước nếu có sau đó quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước trước khi tiến hành bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín khi ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu ủy ban thường vụ quốc hội sẽ trình quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước sau đó chủ tịch nước tiến hành nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức tiếp đến Quốc hội tiến hành quy trình để biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo quy định của hiến pháp, Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tại hội nghị trung ương 9, ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, ban chấp hành trung ương đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 với thống nhất rất cao. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị Y. Sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước Thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chức danh chủ tịch nước tạm khuyết sau khi ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ. Hôm 20 tháng 3, ban chấp hành Trung ương họp và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Một ngày sau, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hiện giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi chức danh chủ tịch nước được kiện toàn. Chiều 20 tháng 5, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành quy trình bầu chủ tịch quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Với kết quả, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ cũng được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 475 trên 475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 97,54% tổng số đại biểu Quốc hội. Tân Chủ tịch Quốc hội đã tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp trước Quốc hội khi nhậm chức. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sau khi Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho rằng, ngay ngày đầu tiên của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội đã bầu được Chủ tịch Quốc hội. Điều này đáp ứng được mong muốn của cử tri và nhân dân cả nước. Đại biểu Binh Ngọc chia sẻ, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành cho thấy sự đồng thuận rất cao trong Quốc hội. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục điều hành hoạt động của Quốc hội. Ngay tại kỳ họp lần này, các nội dung sẽ được xem xét thông qua rất nhiều. Vì vậy, cử tri và nhân dân cũng rất mong chờ Chủ tịch Quốc hội phát huy năng lực cũng như tiếp tục điều hành Quốc hội một cách chủ động, linh hoạt, và sẽ kết nối cũng như trong tương tác phối hợp với chính phủ để các nội dung của kỳ họp lần này sẽ đạt được nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Điều này đáp ứng được mong mỏi của nhân dân và cử tri cả nước. Đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Đoàn Quảng Nam cho rằng, vấn đề nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân, đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này là công tác nhân sự. Làm sao Quốc hội lựa chọn kiện toàn chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội? Ông Hạ nói, rất phấn khởi Chúng ta vừa mới thông qua kết quả bầu chủ tịch Quốc hội với số phiếu là 100% đại biểu có mặt tán thành. Điều này thể hiện ý chí, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với không chỉ các đồng chí lãnh đạo được bầu hôm nay mà còn là trách nhiệm ý Đảng lòng dân trong việc chuẩn bị bầu ra những nhân sự quan trọng để điều hành đất nước. Đồng thời, đại biểu Tạ Văn Hạ bày tỏ tin tưởng với thực tiễn, kinh nghiệm công tác và năng lực điều hành của mình, tân chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, thành quả đổi mới của Quốc hội trong thời gian qua. Cùng với đó, tiếp tục có những hoạt động điều hành nhiều đổi mới hơn nữa. Ông Hạ kỳ vọng, đặc biệt trong điều hành của Quốc hội, tôi nghĩ rằng thời gian tới Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sẽ có nhiều hoạt động đổi mới hơn nữa để hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào thực chất, được cử tri và nhân dân tín nhiệm tin yêu và đánh giá cao. Tôi hy vọng rằng với kinh nghiệm công tác, Chủ tịch Quốc hội sẽ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng đặt kỳ vọng và tin tưởng lớn với tân Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn Hải Phòng cho rằng, Kết quả bầu chủ tịch Quốc hội đã được số phiếu rất cao, thể hiện ý chí và nguyện vọng của các đại biểu, đồng thời cũng truyền tải nguyện vọng của cử tri và nhân dân để tiếp tục kiện toàn tổ chức. Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giải quyết các vấn đề trọng đại của đất nước. Đại biểu Đoàn Hải Phòng nhấn mạnh: "Cuộc bầu cử thành công với số phiếu tập trung cao và lời tuyên thệ của tân chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chính là động lực mới, niềm tin mới, niềm vui chung cho cử tri, nhân dân cả nước và cho các đại biểu Quốc hội." Thời gian qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều cơ hội, nhưng cũng có nhiều thách thức. Không chỉ đối với việc chung của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động, mà với ngay cả quốc hội. Do vậy, việc chúng ta kiện toàn tổ chức với sự tín nhiệm và niềm tin cao, cá nhân tôi cũng hy vọng với năng lực, với một bề giấy kinh nghiệm, với một tuổi đời đủ chín và đã kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, cũng như niềm tin các đại biểu quốc hội và cử tri cả nước gửi gắm. Theo các đại biểu quốc hội, các cấp có thẩm quyền thực hiện các quy định rất chặt chẽ và khi trình ra quốc hội thì toàn bộ các đại biểu quốc hội có mặt tại nghị trường đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn. Với khối lượng công việc rất lớn, các đại biểu quốc hội tin tưởng việc quốc hội bầu chủ tịch quốc hội tại thời điểm này rất quan trọng, giúp cho quốc hội sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được đặt ra. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đoàn Hải Dương cho rằng, với cá nhân đại biểu quốc hội, tôi cho rằng đây là một trong những điều mà quốc hội cũng rất mong muốn sớm điều hành quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện các nội dung của Quốc hội đã được đề cập trong chương trình được Quốc hội thông qua sáng ngày 20 tháng 5. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962 tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế. Quá trình công tác từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 12 năm 1982 là cán bộ huyện đoàn Châu Thành, tránh văn phòng huyện đoàn Châu Thành, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang từ tháng 1 năm 1983 đến tháng 12 năm 1987 là phó bí thư thường trực huyện đoàn, rồi huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn Châu Thành, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1988 đến tháng 6 năm 1994 là ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, phó bí thư tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm phó bí thư tỉnh đoàn, rồi bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khoa 4, học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hệ chính quy. Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 11 năm 1999, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư Đảng ủy văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2023 là tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 3 năm 2008 là ủy viên ban thường vụ bí thư quận ủy Bình Thủy, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng được bầu làm ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương Đảng. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 12 năm 2010 là ủy viên dự quyết Trung ương Đảng khóa 10, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015 là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, bí thư thành ủy Cần Thơ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016 là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 trong thời gian từ tháng 1 năm 2011 đến năm 2016. Khóa 12 từ tháng 1 năm 2016, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 1 năm 2021 là Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 3 năm 2021 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 14. Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021. Tháng 7 năm 2021 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 kiêm Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam khóa 15 và Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Việt Nam Lào từ tháng 11 năm 2021. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội có 15, ông được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.